Chúng mình sẽ bắt đầu với phần đầu tiên, đó là phần giải nghĩa. Qua bài tập số 1, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn nghĩa của từ công dân. Có 3 phương án như sau. Người làm việc trong cơ quan nhà nước. Người dân của một nước có quyền lợi và nghĩa vụ với đất nước. Và người lao động chân tay làm công ăn lương. Nào, chúng mình sẽ cùng chọn nghĩa phù hợp cho từ công dân nhé. Chắc các con cũng đoán được rồi. Đó chính là người công dân của một nước có quyền lợi và nghĩa vụ với đất nước của mình. Như vậy, phương án B chính là cách giải nghĩa cho từ công dân. Vậy, công dân chính là người dân của một nước có quyền lợi và nghĩa vụ với đất nước của mình. Còn lại, phương án A, người làm việc trong cơ quan nhà nước, ta sẽ gọi đó là công chức. Còn người lao động chân tay làm công ăn lương, chúng ta gọi là công nhân. Như vậy, thông qua bài số 1, các con đã hiểu rõ nghĩa của ba từ công dân, mở rộng thêm công chức và hiểu thêm công nhân. Chúng mình sang tiếp bài thứ 2 nhé. Bài thứ 2 sẽ giúp con vận dụng từ công dân. Ghép từ công dân vào trước hoặc sau từng từ dưới đây để tạo thành cụm từ có nghĩa. Ta có các từ nghĩa vụ, quyền, ý thức, bổn phận, trách nhiệm, gương mẫu và danh dự. Ghép trước hay ghép sau để tạo thành một cụm từ có nghĩa. Chúng mình cùng bắt đầu nhé.